Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công văn số 376 của Ủy ban dân huyện về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Huyện Thạch Thành đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. Các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công văn số 376 của Ủy ban dân huyện Thạch Thành về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Nội dung công văn như sau. Kính gửi trưởng các phòng ban Ủy ban dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, giám đốc trung tâm y tế huyện, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Hiện nay, dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp. Tại Thanh Hóa, trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Ngọc Lặc, đã có nhiều người có tiếp xúc gần F1, F2 với các bệnh nhân 2.229, bệnh nhân 2.234 và bệnh nhân 2.240, là số đối tượng trong chuỗi lây nhiễm liên quan tới trường hợp công dân Nhật Bản đã tử vong ngày 13 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội. Đây là nguồn lây nhiễm rất cao ra cộng đồng. Mặt khác, chưa thể loại trừ còn các đối tượng có nguy cơ khác chưa được rà soát, giám sát. Thực hiện công văn số 2026, công văn số 2027 ngày 16 tháng 2 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt triệt để việc rà soát, cách ly các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương phối hợp với trung tâm y tế huyện, tập trung thực hiện ngay việc rà soát triệt để tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 với các bệnh nhân 2.229, bệnh nhân 2.234, bệnh nhân 2.240 và các đối tượng có nguy cơ khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng một cách nhanh chóng, triệt để nhất, đảm bảo tất cả các đối tượng có nguy cơ phải được giám sát, theo dõi y tế, cách ly, xử lý theo quy định. Tổ chức kiểm tra giám sát nghiêm việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú của các đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định tại công điện số 05 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, công điện khẩn số 14 ngày 4 tháng 2 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 2. Phòng Văn hóa Thông tin tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông, nhất là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân hiểu đúng tình hình dịch bệnh, không hoang mang lo lắng, chủ động tích cực thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, tuyên truyền để người dân tích cực tham gia phòng chống dịch, tự giác khai báo y tế, phát hiện, phát giác, giám sát các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn. Chỉ đạo các đài truyền thanh tại các xã thị trấn thực hiện tiếp sóng phát thanh về nội dung phòng chống dịch COVID-19 của Đài Phát thanh Truyền hình huyện và phát lại vào các khung giờ 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ và 17 giờ hàng ngày. 3. Trung tâm y tế ban chỉ huy quân sự huyện rà soát bổ sung vật tư hóa chất, trang thiết bị cần thiết, khu cách ly tập trung và các điều kiện đảm bảo sẵn sàng cho công tác cách ly khi có yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chậm nhất trước 16 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2021. Giao Trung tâm y tế huyện tổ chức hướng dẫn và kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn S&H Vina xã Thành Tâm trong việc tổ chức sản xuất theo dây chuyền, phải thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện giãn cách người với người khi làm việc, tăng cường thông khí tại các nhà xưởng, kiểm soát khách ra vào liên hệ công việc, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị địa phương, hướng dẫn các nhà máy đơn vị thực hiện phân công làm việc theo từng nhóm nhỏ, hạn chế việc tập trung tổ chức gặp mặt đầu xuân, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch trong sản xuất kinh doanh. 5. Phòng Y tế khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Thạch Thành. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chậm nhất trước 16 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2021 để xem xét phê duyệt. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Thạch Thành. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19,
chậm nhất trước 16 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2021 để xem xét phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo dịch hàng ngày và báo cáo nhanh ngay khi có diễn biến mới về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Chủ tịch Phạm Đình Minh đã ký. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thạch Thành đã bắt tay vào việc triển khai các chương trình trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng 4 chương trình trọng tâm. Trong đó, chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được đặt lên hàng đầu, bởi huyện Thạch Thành xác định phát triển nông nghiệp vẫn là nền tảng của nền kinh tế địa phương. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, ngay sau đại hội, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp bằng việc đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai theo tinh thần nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đi liền với giải pháp về thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhất là phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, huyện khuyến khích nhân dân nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Năm 2020, toàn huyện đã tích tụ tập trung được 421,6 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao, đạt 22,18% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Sau khi sáp nhập thêm toàn bộ xã Thành Vân, thị trấn Vân Du có nguồn dư địa dồi dào cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Điểm nhấn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thị trấn trong những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ mới là tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai và thực hiện cải tạo vườn tạp, nhằm từng bước xây dựng vùng cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Năm 2020, thị trấn Vân Du đã tích tụ được 72,39 ha, đạt 101,9% kế hoạch. Hiện nay, Vân Du có hơn 320 ha cây ăn quả như cam, bưởi, ổi, thanh long, mắc ca với sản lượng khoảng 3.160 tấn trên một năm. Cùng với đó, thị trấn Vân Du còn chú trọng nâng cao năng suất, sản lượng của 70 ha mía nguyên liệu, ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 67,7 triệu đồng trên năm, đạt 103,4% so với kế hoạch. Một con số thật sự ấn tượng. Với vai trò là một trong hai thị trấn của huyện Thạch Thành, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị Kim Tân, Vân Du và Thạch Quảng giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt. Chương trình phát triển công nghiệp gắn với đô thị giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm qua, thị trấn Vân Du đã tích cực phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng huyện thực hiện kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng 3,2 ha đất nông nghiệp, đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến xe khách của huyện và khu dịch vụ tổng hợp thương mại Đại An, khảo sát bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy nước sạch, kêu gọi đầu tư xây dựng cửa hàng an toàn thực phẩm, lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư xây dựng khu thương mại Ngọc Nhâm. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thạch Bình quyết tâm đưa Thạch Bình về đích xã nông thôn mới nâng cao. Bắt tay vào thực hiện mục tiêu lớn ấy, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thông qua nguồn lực huy động trong nhân dân kết hợp với nguồn hỗ trợ của nhà nước, năm 2020, xã đã bê tông hóa được 4,4 km đường giao thông, hơn 6 km kênh mương, trồng 7,6 km đường hoa, lắp đặt 745 cột điện chiếu sáng, tu sửa chỉnh trang 4 khuôn viên nhà văn hóa thôn, xây dựng 22 sân chơi thể thao. Qua đánh giá, Thạch Bình đã đạt 8 trên 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Song song với phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao, theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Thành cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các trọng tâm về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn.
Nhờ vậy, năm 2020, kinh tế của huyện vẫn có mức tăng khá, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.429,5 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu đồng trên năm. Những kết quả trên là những bước khởi động, tạo đà để huyện Thạch Thành thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Tránh tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi mắc bệnh. Khi cần tiếp xúc, phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30 giây hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa thông thường. Luôn giữ phòng thông thoáng, hạn chế dùng điều hòa. Đối với thang máy ở các tòa nhà, cần thường xuyên lau chùi bề mặt, đặc biệt là các nút bấm bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. Nếu có sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời. Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Khẩu trang. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành. Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức tín dụng sử dụng nguồn lực tài chính của nhà nước để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội không chỉ cho vay ưu đãi về lãi suất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo, cải thiện đời sống, góp phần tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Song song với việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn được Chính phủ cho phép mở rộng nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn và chi trả tiền kiều hối toàn cầu nhanh gọn với mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm
tương đương với mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn hiện nay. Hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm. Với nhiều hình thức huy động tiền gửi đa dạng phong phú, ngân hàng chính sách xã hội nhận tiền gửi tại trụ sở ngân hàng chính sách xã hội huyện hoặc tại điểm giao dịch ở Ủy ban nhân dân các xã thị trấn vào buổi sáng ngày giao dịch cố định, với thủ tục nhanh chóng thuận tiện, an toàn, đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo, lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng. Hiện nay, ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thành đang huy động ở các mốc lãi suất và thời hạn như sau. Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất 0,1% trên năm. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất 3,1% trên năm. Kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất 3,4% trên năm. Kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, lãi suất 4,0% trên năm. Kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất 4,0% trên năm. Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất 5,6% trên năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang triển khai sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt, là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, cho phép người gửi tiền được gửi nhiều lần không theo định kỳ trong suốt kỳ hạn gửi tiền. Số tiền mỗi lần gửi không cố định, thấp nhất là 1 triệu đồng trên một lần gửi, với lãi suất được niêm yết tại từng thời điểm gửi. Quyền lợi của khách hàng. Khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, khách hàng được đảm bảo 100% khả năng thanh toán, không phải thực hiện bảo hiểm tiền gửi. Khách hàng được bảo mật về số tiền gửi của mình với phương thức trả lãi cuối kỳ. Được rút trước hạn khi có nhu cầu vốn. Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến rút tiền, phần lãi sẽ tự động nhập gốc và chuyển sang kỳ tiếp theo với lãi suất áp dụng tại cùng thời điểm. Việc tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua nguồn vốn huy động tiết kiệm của các tổ chức cá nhân, đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách, được nhanh chóng thuận lợi. Thông qua đồng vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư vào chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững. Gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là bạn đã chung tay giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thoát nghèo bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên quê hương huyện Thạch Thành. Địa chỉ liên hệ: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 4 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Số điện thoại liên lạc: số điện thoại di động 0966255686. Số điện thoại cố định 02373877922. Công ty trách nhiệm hữu hạn Powder Việt Nam là công ty 100% vốn Cộng hòa Liên bang Đức, chuyên sản xuất may mặc các loại mặt hàng như ba lô, túi sách. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển dụng cho các vị trí sau: 200 công nhân có tay nghề may, 50 đào tạo may, 10 kỹ thuật, 5 tổ trưởng. Về chính sách lương, các phụ cấp thưởng trong tháng, thưởng chuyên cần 700.000 đồng trên tháng, xăng xe 250.000 đồng trên tháng, thâm niên từ 50.000 đến 400.000 đồng trên tháng, thưởng năng suất chất lượng 100.000 đồng trên tháng. Đảm bảo thu nhập của người lao động hưởng lương theo sản phẩm với tổng thu nhập. Đối với tổ trưởng tổ kỹ thuật, từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Công nhân may từ 4 triệu 500.000 đồng đến 9 triệu đồng. Công nhân học nghề may, từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Về chính sách phúc lợi, hỗ trợ 100% tiền ăn ca, hỗ trợ 150.000 đồng trên tháng tiền thuê nhà trọ, hỗ trợ 150.000 đồng trên tháng tiền nuôi con nhỏ. Có xe đưa đón, nếu số lượng không đủ chuyến chạy, công ty hỗ trợ thêm tiền sửa xe. Về thưởng Tết, thưởng 2 tháng lương thực nhận và thưởng các ngày lễ trong năm. Được đi du lịch hàng năm, đặc biệt đối với công nhân mới, thưởng 1 đến 2 triệu cho công nhân may đã có tay nghề, miễn phí tiền khám sức khỏe. Đảm bảo mức tối thiểu trong ít nhất 3 tháng đối với công nhân may bậc thử việc là 4 triệu 900.000 đồng. Công nhân may bậc 1 5 triệu 700.000 đồng. Công nhân may bậc 2 6 triệu đồng. Công nhân may bậc 3 6 triệu 300.000 đồng. Thời gian làm việc đến 18 giờ hàng ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn Powder Việt Nam, địa chỉ đường Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, cách Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn 100m. Số điện thoại liên hệ 02373776776 hoặc số di động 0389946898. Công ty nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần và không thu bất kỳ khoản phí nào khi nhận hồ sơ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thạch Thành trân trọng thông báo chương trình khuyến mại mừng xuân Tân Sửu. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành triển khai chương trình khuyến mại mừng xuân Tân Sửu. Theo đó,
khách hàng đến thực hiện giao dịch sẽ được lì xì may mắn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021. Thời gian chương trình từ ngày 17 tháng 2 năm 2021 tới ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2021 hoặc đến khi hết phong bao lì xì, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đối tượng áp dụng: tất cả khách hàng là cá nhân và tổ chức đến thực hiện các giao dịch, gửi tiết kiệm, mở tài khoản, phát hành thẻ ATM, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền. Đối với khách hàng giao dịch gửi tiết kiệm: khách hàng giao dịch gửi tiết kiệm có kỳ hạn với số tiền gửi tối thiểu 30 triệu đồng hoặc 1.500 USD, được tặng một bao lì xì. Mỗi khách hàng được tặng tối đa 5 bao lì xì và chỉ nhận một lần trong thời gian triển khai chương trình. Đối với khách hàng giao dịch mở tài khoản, phát hành thẻ ATM lần đầu, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền sẽ được tặng một bao lì xì. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành xin trân trọng thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và tham gia. Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373877140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373877137 hoặc số di động 0917410656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành trân trọng được phục vụ quý khách hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.